con cầm xuống đây, cầm gối trước đây, lát nữa cầm mền đi nha, nha 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 đi cầm mền nè, cầm mền chiếu chiếu cầm mền chiếu chiếu con để mền đây, lát nữa con lên lấy cái gối thôi. Chứ rồi con để chỗ nào, gối để chỗ nào, con nằm chỗ nào? Phải không? Đẹp rồi. Con nằm đâu? Con nằm đâu? Hả? Đi nằm đâu?